sau khi đoàn chúng em dừng ăn trưa ở nhà hàng nhà sàn Tùng Lâm, rồi đi bộ leo lên núi Yên Tử tham quan chùa Hoa Hoa Yên. Đoàn chúng em xuống núi, lên xe và tiếp tục đi quãng đường còn lại từ núi Yên Tử ra Hạ Long. Leo lên đỉnh núi Yên Tử cũng mệt, mặc dù có một đoạn cáp treo nhưng những bậc còn lại rất là mệt. Đi xuống thì không có mệt bằng đi lên. Rồi sau đây xin quay một vài hình ảnh dọc đường từ khu vực núi Yên Tử đến thành phố Hạ Long. Thì dự kiến đến thành phố Hạ Long sẽ vào buổi chiều, rồi dùng cơm chiều tại thành phố Hạ Long và nghỉ đêm ở thành phố Hạ Long. Mời mọi người theo dõi clip này nhé.
Alo, thành phố Hạ Long, thành phố nơi rồng hạ xuống. Bây giờ quý vị chúng ta sẽ xà vô bàn. Quý vị ơi, chúng ta sẽ ăn tối nhé. Từ đây quý vị chúng ta ăn tối xong, mình sẽ đi thẳng vào trong trung tâm thành phố Hạ Long. Không cần đón xe đi xuống. Dạ, tối nay thì ở ngay cái chỗ mình ở là cái khu náo nhiệt rồi, quý vị chúng ta yên tâm. Dạ. Đây nhà hàng Đại Long, bên tay trái chúng ta sẽ ăn tối ở đây.